Dạ, chị Thanh xin mời cậu Bảy hát. À, một đi nữa, có mời cậu Bảy bước lên để hát một lớp xuân tình. Thể theo lời cầu của gia đình. Dạ, mời cậu Bảy. Dạ, xin phép nhờ mời ông thầy Đờn. Dạ, Đờn cho lớp 1, lớp 4 xuân tình. Tuyệt vời, nhạc ca rất là tuyệt vời, nhạc chắc như bắp.